xin được trả lời. Phải nói là đối với Hương Lan thì ngồi nói chuyện thì rất là khó. Dạ, hát bao nhiêu bài cũng hát được hết á, mà nói thì rất là khó khăn. Nhưng mà đây là một cái buổi mình tâm sự thì nghĩ gì nói đó. Hương Lan, cảm ơn câu hỏi của em. Ở đây không phải là cái live show của Hương Lan. Ở đây là một cái chương trình mà Hương Lan đã nhận là để đóng góp tiếng hát của mình. Và Hương Lan cũng đã bàn với đạo diễn trong chương trình chúng ta cần phải làm cái gì. Những người sẽ hát với Hương Lan là ai? Vì không phải là mình dùng những cái người tên lớn, tên tuổi lớn để mà làm một cái chương trình đồ sộ. Nó không phải như thế. Mà ở đây tất cả chúng ta hát bằng trái tim. Thì những cái tiếng hát và đi cùng với Hương Lan thì nó có cái sự phù hợp, phù hợp với chương trình và phù hợp với tiếng hát của Hương Lan, để cùng tạo dựng một cái chương trình văn nghệ, để đem đến một cái niềm vui, một cái tình yêu qua tiếng hát, để mong rằng mình cùng nhau mình xoa dịu những nỗi đau của những người bất hạnh. Đó là cái tấm lòng mà Hương Lan muốn nói. Ở đây Hương Lan cũng nói với các em, các cháu đến đây hát với Hương Lan với chương trình này. Ta hãy hát đi, hát bằng trái tim của mình. Đừng nghĩ chương trình này mình hát để mình tạo tên tuổi hay là mình hát để kiếm tiền. Dạ không phải vậy. Mà ở đây cái chương trình này mình làm với một ý nghĩa nó rất là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này là mình đã hát bằng trái tim của mình. Đó là cái điều mà Hương Lan nói với các em. Và xin cảm ơn các em đã đón nhận cái lời mời của Hương Lan đóng góp vào chương trình này. Chứ còn thật sự nói Hương Lan về đây hát rất nhiều, nhưng mà hát trong những cái phòng trà, hát những cái chương trình TV. Những cái chương trình này thì Hương Lan và đạo diễn đã ngồi bàn với nhau, mình hát với cái cách như thế nào, bài bản này nó sẽ đi ra sao. Chứ không phải lên rồi quý vị yêu cầu bài này hả? Dạ yêu cầu thì em hát bài này nhé. Yêu cầu thì cô hát bài này. Dạ không phải vậy. Chúng tôi sẽ làm một cái chương trình nó dẫn đi từ cái tình cảm này nó qua cái tình cảm khác. Bài hát này nó sẽ đi với bài hát kia, và nó sẽ gặp gỡ với nghệ sĩ này, ca sĩ nào. Đây là Hương Lan mình thoáng qua. Thì nếu quý vị nghĩ rằng một cái live show nhỏ của Hương Lan thì Hương Lan cảm ơn, thì mình cứ cho là như vậy. Dạ, thật là tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho tất cả Hương Lan của chúng ta. Cô cùng tuyệt vời bản thân. Nói về cái sức khỏe của Hương Lan. Dạ vâng ạ. Thì nếu nói theo kiểu Việt Nam là cô 70. Mà Hương Lan đã giữ gìn sức khỏe mình. Đối với người nghệ sĩ thì cái giấc ngủ nó rất là quan trọng. Tại vì ngủ được thì khi mình hát mình có thể tập trung và đầu óc mình nó sảng khoái. Nhưng mà phải nói, trong thời gian 2 năm nay Hương Lan khỏe hơn mọi năm. Sau Covid thì Hương Lan rất mệt. Tại vì ảnh hưởng bên kia, cái vấn đề tinh thần, cái bệnh Covid nó bị ảnh hưởng tinh thần. Từ cái ảnh hưởng đó mà em hát rất khó. Nhưng mà 2 năm trở lại đây thì Hương Lan cũng xin nói trước, ở đây không phải là phần quảng cáo, nhưng mà tại vì hỏi về sức khỏe Hương Lan thì Hương Lan phải trả lời. Thì Hương Lan rất là vui khi bác sĩ sẽ nhận lời đóng góp vào chương trình này và cùng đồng hành với chương trình của hôm nay. Tại vì bác sĩ sẽ, văn phòng bác sĩ sẽ là cái người đã làm tế bào gốc cho Hương Lan. Mà phải thật sự mà nói, nhờ 2 năm nay tế bào gốc của bác sĩ sẽ và Hương Lan rất khỏe, và đi hát ngay cả từ ở bên Mỹ đi về tới đây Hương Lan đi thẳng vào hát liền, không thấy mệt. Và cái đó là một cái điều rất là quan trọng mà đã được về đây và được biết bác sĩ sẽ cũng tham gia chương trình của Trái Tim Ngọc Trai, Trái Tim Phụ Nữ. Rất vui và cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng tuyệt vời của danh ca Hương Lan, và cũng một phần nào đó để chúng ta có thể cảm nhận được những tình cảm yêu mến và vô cùng trân trọng của các nghệ sĩ, và đặc biệt là danh ca Hương Lan. Dù là bận rất nhiều các chương trình, sự kiện và các live show, nhưng mà chị và các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng đã dành một tình cảm vô cùng đặc biệt tới dự án Trái Tim Phụ Nữ, Trái Tim Ngọc Trai, để mang tới cho chúng ta những câu chuyện nghệ thuật thực sự thông qua những ca khúc. Và ngay bây giờ, Minh Anh cũng có một câu hỏi
dành cho một diễn giả, một doanh nhân vô cùng tuyệt vời và đáng kính của chúng tôi trong sự. Em định giơ tay cho nó tự nhiên nhưng mà em được đợi chị mời thì em sẽ nói luôn. Dạ. Xin mời em. Dạ, lời nói đầu tiên cho Phương Mỹ Chi xin kính chào tất cả các cô chú anh chị các bạn tại sự kiện hôm nay. Đầu tiên thì con xin gửi một lời chúc đến bà. Con chúc mừng bà vì bà đã luôn luôn khỏe mạnh, bởi vì đó là một cái mong muốn mà kể cả con hay tất cả khán giả đều rất là mong muốn nhìn bà khỏe mạnh và luôn luôn cất tiếng hát và chờ đợi. Cũng như là cũng xin cảm ơn chương trình vì đã tạo một chương trình rất là ý nghĩa như thế này. Khi mà nãy con ngồi từ đầu chương trình đến bây giờ, ngồi từ lúc chương trình chưa bắt đầu thì con cũng đã nghe được những cái thông điệp của chương trình. Chị cũng rất là lo sợ là một cái chương trình làm về phụ nữ mình sẽ kén ghép và mình sẽ áp đặt những cái tiêu chuẩn từ hồi xưa tới bây giờ là phụ nữ là phải công việc không mạnh, phải hy sinh, phải chịu những cái tổn thương, phải nhận những cái đó thì mới gọi là một người phụ nữ tốt. Cho nên khi mà nghe một cái nghe nhỏ của anh Việt thôi thì em thấy là mọi cái tiêu chuẩn đó, mọi cái sự lo lắng của em về chương trình về phụ nữ nó được tan biến hết. Cho nên em cảm thấy là giống như trong một cái những cái bài hát gần đây của em đều lồng ghép những cái thông điệp về những người phụ nữ độc lập. Và họ có thể là họ không cần có những tính cách đó là tốt, có thể là họ sẽ không cần sát quá với những chuẩn mực của xã hội, nhưng mà miễn họ là phụ nữ thì họ là một người một cái rất là xinh đẹp trên cuộc đời này rồi. Và cho nên là em cảm thấy là một chương trình rất là ý nghĩa. Qua cái lễ Vu Lan vừa rồi cũng cảm thấy rất là biết ơn khi mình đã có bà ngoại, mặc dù bà ngoại mất rồi, và có mẹ, có những người đó thì mới có những đứa con và những cái thế hệ sau này như em. Cho nên một lần nữa xin tri ân tất cả những đơn vị đã tổ chức cho chương trình, cũng như là con xin chúc cho bà Vu Lan sẽ cho nội lúc nào cũng khỏe mạnh và luôn luôn hát cho bà em. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng tuyệt vời của Phương Mỹ Chi. Em có một câu hỏi gì dành cho ban tổ chức không? Dạ, em hồi nãy thì em thấy tất cả các cô chú anh chị nhà báo hỏi rất là đầy đủ rồi, và em cũng được giải đáp những thắc mắc của em qua những câu đó. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Và hôm nay thì Phương Mỹ Chi đến tham dự với chương trình lễ công bố họp báo, thì ban tổ chức cũng có một bó hoa tươi thắm để dành tặng cho em. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ thì em cũng xin được trân trọng giới thiệu tới tất cả quý vị những ekip đã cùng hỗ trợ và đồng hành. Và xin mời anh Lê Việt ạ. Và xin Lê Việt sẽ dành tặng bó hoa tươi thắm cho ca sĩ Phương Mỹ Chi. Và cảm ơn sự có mặt của em đến với chương trình hôm nay. Thưa quý vị, những lời chia sẻ và giải đáp thắc mắc vừa rồi thì Nghi tin rằng là tất cả chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn và thấu hiểu những giá trị tuyệt vời mà dự án Trái tim phụ nữ, Trái tim ngọc trai. Và chúng ta hãy cùng chờ đón con sắp đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 10, 2023 tới đây. Và mong rằng quý đơn vị truyền thông báo chí, các anh chị doanh nhân có... Các nghệ sĩ đã bỏ thời gian quý báu của mình. Những người có mặt trong chương trình, các em, các cháu có mặt trong chương trình, cũng như em Đàm Vĩnh Hưng thì không có mặt trong cái chương trình này một phút 10, nhưng mà cũng đã đến đây với Hương Lan. Thì Hương Lan nghĩ sự có mặt tất cả các em ở đây là cả một cái tình thương rất là to lớn đã dành cho Hương Lan để mà đến đây dự chương trình hôm nay. Trước hết Hương Lan xin các em nhận cái lời cảm ơn của anh. Chương trình thì sẽ được quảng bá và tiếp tục và quảng cáo, nó có những khuôn mặt mà rất quen thuộc ở tại Việt Nam, thì cũng được làm việc qua đạo diễn và Như Lan cũng như tất cả anh chị em trong chương trình. Với dự án của Trái tim phụ nữ, Trái tim ngọc trai thì phải nói là chúng tôi gặp nhau được cũng là một cái duyên lành. Và cái dự án này chúng tôi đã bàn với nhau hơn một năm rồi, và hôm nay được đến đây niềm hạnh phúc to lớn của Hương Lan là được đóng góp tiếng hát của mình để mà đi vào chương trình. Mong rằng
tất cả các em có mặt ở đây trong chương trình, hay là tất cả những người thân nhất Hương Lan mà đã mời đến đây, mình làm cách nào để phổ biến, để lan rộng chương trình ra, để chương trình nó mạnh mẽ hơn qua những người thân của mình, qua những người trình diễn, qua những người không có trình diễn, giống như mình nói là anh Chị Hương không có trong chương trình, mà anh đã nói một cách rất là chân tình, thì tiếng nói của anh Đào Phượng Hương cũng là một sự lan rộng để giúp cho cái chương trình được thành công nhiều hơn. Và Hương Lan trong một năm vừa qua đã liên lạc với ban tổ chức, chúng tôi gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí mà gặp ở đây xong nói chuyện không xong rồi qua tới bên Thái Lan, Hương Lan đi show bên đó, đạo diễn cũng qua tới bên đó phải nói chuyện với cô để cho bước tiến nó thế nào và để có cái buổi hôm nay. Đọc và biết được cái sự ý nghĩa, cái ý nghĩa của cái chương trình này, nên Hương Lan rất cảm thấy hạnh phúc mà mình đóng góp vào chương trình này. Và cũng mong rằng tất cả chúng ta với những cái tình thương cho chương trình, cho cái ý nghĩa của đêm này, và sẽ được lan rộng ra nhờ tất cả quý vị. Qua quý vị, chương trình sẽ lớn mạnh hơn. Qua tiếng hát của Hương Lan, qua tiếng hát của những người có mặt trong chương trình này, sẽ làm cho quý vị vui hơn, quý vị đến với chương trình nhiều hơn. Và một lần nữa xin chúc sức khỏe đến từng người, và làm sao mình chung tay nhau để mà tạo dựng một cái một cái cộng đồng thật là hạnh phúc, một gia và giúp nhiều cho gia đình thật hạnh phúc, cho những người phụ nữ thật hạnh phúc và gia đình Việt Nam hạnh phúc. Vâng ạ, xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng tuyệt vời của Sơn Ca Hương Lan. Và